bị cho mình thêm những kiến thức bổ ích để bổ trợ cho công việc và các hoạt động xã hội của mình. Chúc các bạn thành công! Thưa quý vị và các bạn, mái tóc hiện đại phù hợp với khuôn mặt vóc dáng hay mái tóc mềm mại bóng mượt là vũ khí tối thượng giúp chủ nhân tự tin hơn trong bất cứ môi trường nào. Những kiểu tóc thời trang và quyến rũ đó được tạo nên bởi các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp của Linh Quy. Nằm trong hệ thống của Yến Trang Hair Salon, Linh Quy đã dần dần tạo được thương hiệu của mình bằng chính những bàn tay khéo léo làm nên những kiểu tóc hiện đại phù hợp với từng phong cách cũng như cá tính của bạn. Linh Quy đã không ngừng học hỏi và đầu tư những công nghệ, kỹ thuật mới nhất về thiết kế tạo mẫu tóc trên thế giới. Tại đây có đầy đủ các dịch vụ về thời trang tóc như cắt, uốn, duỗi, nhuộm, nối tóc. Anh có thể đưa ra lời khuyên cho các bạn gái về các kiểu tóc sao cho phù hợp với từng khuôn mặt và cá tính của từng người không ạ? Những lời khuyên của những người chuyên gia làm tóc như chúng tôi sẽ là những lời khuyên đích thực cho khách hàng. Ví dụ như là những cái khuôn mặt cổ trẻ con hoặc là khuôn mặt tròn sẽ để những kiểu tóc như thế nào. Thì ví dụ như là cô bé như thế này thì đối với khuôn mặt của chị rất là cá tính thì mình sẽ để những cái ngọn sóng. Đó là nó chỉ là gợn thôi và làm sao cho những cái sóng nó tạo lên khuôn mặt nó trẻ trung, lành động. Tôi lựa chọn Linh Quy vì ba lý do. Thứ nhất, Linh Quy luôn hiểu phong cách của tôi, luôn đưa ra những tư vấn rất là phù hợp. Lý do thứ hai, dịch vụ khách hàng của Linh Quy rất là tốt, tôi rất hài lòng. Nhân viên, đội ngũ nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp và rất thân thiện với khách hàng. Lý do thứ ba là giá cả rất phải chăng. Những thông tin về Linh Quy đã khép lại chương trình tư vấn tiêu dùng của chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin gửi về tvtd@htva.gmail.com hoặc bạn có thể soạn tin nhắn TVTD cách nội dung gửi về 8333.